Có thể nói Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng với những dấu ấn riêng. Cầu Vàng ở Đà Nẵng, tòa nhà Bistecco ở thành phố Hồ Chí Minh hay cáp treo ở Phú Quốc là những công trình được nhiều du khách quốc tế ngưỡng mộ. Các công trình kiến trúc trên không chỉ giúp Việt Nam được thế giới biết đến mà còn tạo ra bước đột phá trong phát triển sản phẩm du lịch. Ngay sau đây, hãy cùng với Invest TV điểm lại những công trình Việt nổi tiếng trên thế giới được đông đảo du khách biết đến. 1. Tổ hợp nhà tre Vĩnh Phúc. Tổ hợp công trình nhà tre Vĩnh Phúc bao gồm nhà hàng Bamboo Wing và nhà hội nghị Đài Lải. Tọa lạc trong khu nghỉ mát ở Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 50 km, nhà hàng này được khởi công xây dựng vào năm 2019. Đây là nơi phục vụ ăn uống cho du khách và tổ chức sự kiện. Nhà hội nghị Đại Lải được xây dựng 3 năm sau đó. Cả hai công trình đều do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và cộng sự thiết kế. Đây là một trong những công trình đầu tiên tại Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế, đánh dấu bước phát triển lớn để khẳng định hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Điều đặc biệt của hai công trình là sử dụng tre, luông làm vật liệu chủ yếu. Nhờ đó, không gian ở đây hài hòa với thiên nhiên, du khách có cảm giác gần gũi, thân thuộc. 2. Cầu Vàng, Đà Nẵng. Cầu Vàng tại Việt Nam không bắc qua dòng sông nào nhưng vẫn gây ấn tượng với đôi bàn tay khổng lồ, rêu phong, nâng đỡ lối đi giống như một dải lụa vàng giữa mây trời Đà Nẵng. Cầu tọa lạc trên đỉnh Bà Nà đã tạo ra hiệu ứng ngay khi vừa đưa vào hoạt động hồi tháng 7 năm 2018. Mặt cầu rộng 12,8m, dài gần 150m, gồm 8 nhịp, nhịp dài nhất là 21,2m. Đặc biệt, cây cầu Vàng của Việt Nam được tờ Guardian của Anh vinh danh trong top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất thế giới vào năm 2018. Không lâu sau đó, trang Independent với 58 triệu độc giả theo dõi hàng ngày công bố cầu Vàng vào top 10 cây cầu đẹp đến mức khó tin. Rất nhiều tờ báo uy tín trên thế giới cũng đã dành lời khen ngợi cho công trình này. Hiệu ứng của cây cầu khiến một số nước đem lại bài học điển hình cho việc quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia và thu hút du khách. Theo tờ Indian Times, ấn tượng trước dòng khách khổng lồ đổ về Đà Nẵng để ngắm cây cầu Vàng, chính phủ Ấn Độ dự định xây một công trình hoành tráng tương tự. 3. Cầu Rồng, Đà Nẵng. Cầu Rồng dài 666m và rộng 37,5m với 6 làn xe chạy. Cây cầu bắc qua sông Hàn được thông xe ngày 29 tháng 3 năm 2013. Kinh phí xây cầu là gần 1,5 nghìn tỷ đồng. Cầu Rồng được vinh danh quốc tế với giải thưởng kỹ thuật xuất sắc năm 2014. Cây cầu hiện đại rút ngắn khoảng cách từ sân bay quốc tế Đà Nẵng tới các đường chính trong thành phố và bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Non Nước. Cầu được thiết kế và xây dựng với hình dạng một con rồng có khả năng phun lửa và phun nước như thật. Hiện tại, thời gian phun lửa và phun nước bắt đầu vào lúc 21 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn. 4. Tòa nhà Bistecco, thành phố Hồ Chí Minh. Tháp tài chính Bistecco nằm ở quận 1 là trái tim của thành phố Hồ Chí Minh. Công trình thể hiện cho sự hiện đại, năng động và hội nhập của thành phố Hồ Chí Minh. CNN đã bình chọn tòa nhà này là một trong 25 biểu tượng xây dựng thế giới. Tòa tháp cao 262m với 68 tầng, đây là công trình cao thứ 3 Việt Nam với 119.000m2 sàn sử dụng, cung cấp 37.000m2 cho khu vực văn phòng, hơn 8.000m2 cho khu vực thương mại từ tầng 1 đến tầng 6. Với hình dáng đặc biệt như búp sen vươn cao, tòa nhà này được bao phủ bởi 6.000 tấm kính có hình dáng cong, xếp theo dạng trụ nghiêng thay vì hình chữ nhật thẳng đứng. Tại tầng 49 còn có một sân đỗ trực thăng cao 191m, dài 40m, treo lơ lửng ở phần ngoài kết cấu chính của tòa nhà. Sân đỗ này lắp ráp mất gần 2 tháng, hoàn thiện sau 1 năm thi công, được làm từ hơn 250 tấm kết cấu thép, 4.000 bu lông liên kết. Cũng ở tầng này, du khách có thể ghé tham quan tại Sài Gòn Skydeck, nơi ngắm toàn cảnh thành phố đẹp nhất từ trên cao với góc nhìn tròn vẹn 360 độ. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt tới tất cả các công trình kiến trúc cổ xưa như chợ Bến Thành, Ủy ban nhân dân thành phố, nóc nhà thờ Đức Bà, khu phố tài chính và cả những công trình hiện đại mới như hầm Thủ Thiêm, đại lộ Đông Tây. 5. Cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc. Toàn bộ hệ thống cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc có 2 nhà ga, 6 trụ cáp, trong đó trụ lớn nhất có chiều dài 174m, với thiết kế gồm 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành ở tốc độ tối đa đạt 8,5m/giây. Cáp treo Hòn Thơm rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ An Thới tới Hòn Thơm xuống còn 15 phút thay vì 30 phút di chuyển bằng cano trên biển. Trên các cabin đều có wifi, hệ thống điện chiếu sáng ban đêm. Sử dụng công nghệ cáp treo 3 dây được đánh giá là hiện đại và an toàn nhất thế giới hiện nay, cáp treo Hòn Thơm vận hành êm ái, không bị rung lắc. Trường hợp thời tiết xấu, hệ thống sẽ tự động ngừng hoạt động và phát thông báo cho hành khách biết.
Trải nghiệm cáp treo, du khách sẽ được dịp thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vĩ của trời và biển trong cụm đảo An Thới, Nam Phú Quốc.